cái chuyến nay ngày 6 tháng 7 năm 2020. Mình tuyển chọn ra cái con bò này đi nạp trong trăm mấy nè. Đầu rất to ha. Phần đầu tôi đây nè, nè thẳng nè. Nè phần đầu rất to ha. Cái hình nó là bò nạp là phải hình phải thẳng ba. Xương hai chân trước là phải thẳng. Mấy cái gối đó phải thẳng. Hai chân sau là phải thẳng. Phần súng đó ha, phần súng nó rất là to. Hai vái là phải đều. Con bò độc nó khó lắm. Con bò này là nó đen từ đầu đít là không cho điểm nào trắng em. Đen phù lùi. Đó đen từ đầu đít. Đây. Con bò độc nó khó lắm, mới tuyển chọn ra con nào thầy đợi con mới đưa đi anh em nhé. Hóng sò, chỏm đứng lên tính thẳng nè. Hai chân sau rất là thẳng. Đó, con 02, hai con 02 hết em. Con này thì nó nhỏ xương hơn con kia chấm. Con này nhỏ xương hơn tí em. Thì con kia nó quá trấn xương cho nó hút con này. Đó, hai con tương tự như nhau mà con này nó nhỏ xương hơn con kia là một chấm. Nghĩa nhỏ hơn 9.5-10, nhỏ xương hơn tí nha. Mình nói rõ ràng. Đây, con này thì có lan bụng, nó bông. Còn cái con này thì nó đen một màu luôn, chỉ một màu. Ghim vai rất là ở con số này. Cái anh ở Long Thành Dầu Dây, ảnh chốt con này. Anh chốt con này về, anh để ảnh ôm sao ảnh đi phá giống à. Con này Tân Thành Dầu Dây ảnh ra ngoài chuyển hãng mà anh chở anh giao cho ảnh con này cho anh khách Tân Thành Dầu Dây Long Thành Dầu Dây chứ. Súng nha, súng bắn về phía trước nha. Phần súng của nó là to, phần súng bắn về phía trước, hai giấy rất đều. Đây. Có ảnh đang đi xem bò. Con số 1. Con số 2 con màu là con Pháp, con số 2 là con Pháp. Con số 3 là con Pháp. Con số 5 chứ. Con số 7 này 11 tháng anh em. Con này 17 là 11 tháng. Con này 10 tháng. Hai con này 7 tháng. Con này Bobby. Đây, anh em ở Củ Chi nó chốt hai con này, con số 1 với lại con số 2 là anh em nó chốt hai con này. Chở đi Củ Chi. Còn lại con số 3, số 6, số 8, số 7. Còn lại con số 3, số 8, số 7. Đây con bé á, con này tầm 11 tháng rồi anh em, bò lớn rồi hết rồi. Cái con này 11 tháng rồi ha. Con số 6 là 11 tháng nè. Con số 8 là 11 tháng nè. Con số 7 là 11 tháng nè. Con số 3 là 10 tháng nè. Rồi, con số 2 mới mời cái bò nó rồi tầm 7 tháng hết rồi. Con này đạt nạp trong tâm thấy mấy năm thấy hình con bò nạp không? Hình con bò nạp nó khác thường với con bò thường. Hình nó thẳng băng. Tướng đứng thẳng băng súng nha. Hình thẳng băng súng nha. Có hai chân sau rất là thẳng, hai chân trước rất là thẳng, mấy cái gối nhượng nó rất là thẳng. Và đôi chấm khỏi nhượng luôn nè, và đôi tới khỏi nhượng luôn. Bản đùi sân lưng rất là ok luôn. Chơi vô làm cà phê uống. Địa chỉ trại mình hơn lộ 19 xã Nhân Phú Tân, huyện Cái Mắc. Ngày thời còn giàu anh em có điều kiện đến trại từ bò tự chiến ha. Xem rồi chốt giá xong mình trả giao, còn nếu mà không thời gian đi chốt giá xong mình trả giao cũng được ha. Đúng bò đúng đồ ha. Đây, bò mình gồm có bò bê, bắp kem. Anh em thấy đồng ý con nào thì anh em chốt con đó thì xong rồi là mình vẫn để giữ số y như mình viết thứ tự lên bản đồ ha.